hôm nay. Tối qua 24 tháng 5 theo giờ Việt Nam, trang chủ Barcelona đã xác nhận rằng Jordi Alba sẽ rời khỏi câu lạc bộ khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè này. Trước thông tin trên, đối tác ăn ý bậc nhất của Jordi Alba trên sân bóng, Leo Messi đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự tôn trọng đối với tuyển thủ Tây Ban Nha và chúc anh thành công trong bước đi tiếp theo. Bạn còn hơn cả một người đồng đội, một đối tác thực sự trên sân. Và thật tuyệt biết bao khi có thể tận hưởng mối quan hệ cá nhân của chúng ta. Bạn biết rằng, tôi luôn chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tôi hy vọng sân khấu mới của bạn sẽ tiếp tục mang lại cho bạn nhiều thành công và niềm vui. Cảm ơn vì tất cả. Jordi Alba, một cái ôm thật chặt. Messi viết trong một bài đăng trên Instagram cá nhân như vậy. Huyền thoại của Barcelona gia nhập câu lạc bộ từ Valencia vào năm 2012 và có 9 năm chơi bên cạnh Messi cho đến khi cầu thủ người Argentina ra đi vào năm 2021. Jordi Alba đã 6 lần vô địch La Liga cùng Barcelona, cùng với 5 lần đăng quang Copa del Rey, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Mới đây, tờ L'Équipe tiết lộ huấn luyện viên Jose Mourinho đang tiến gần đến viễn cảnh dẫn dắt câu lạc bộ PSG ở mùa giải tới. Người đặc biệt hào hứng với việc dẫn dắt một đội bóng mạnh và giàu tham vọng như câu lạc bộ chủ sân công viên các hoàng tử. Mối quan hệ thân tình giữa Mourinho với Luis Campos, giám đốc thể thao PSG, cũng là nguyên nhân lớn thúc đẩy thương vụ này xảy ra. Ban lãnh đạo PSG tin rằng Mourinho là huấn luyện viên phù hợp nhất để giúp câu lạc bộ vô địch Champions League. Người đặc biệt trải qua mùa giải 2022-2023 nhiều biến động cùng câu lạc bộ AS Roma. Ông giúp câu lạc bộ thủ đô Italia vào đến chung kết Europa League, nhưng tại Serie A, AS Roma sa sút và gần như không còn cơ hội lọt vào top 4. Thời gian gần đây, Mourinho tỏ ra bất bình với quan điểm của nhiều thành viên ban lãnh đạo AS Roma khi họ cho rằng mục tiêu từ đầu mùa của câu lạc bộ là giữ Champions League. Mourinho còn hợp đồng với câu lạc bộ AS Roma đến năm 2024, nhưng sự thiếu đầu tư từ ban lãnh đạo câu lạc bộ Italia khiến người đặc biệt sẵn sàng dứt áo rời đi nếu PSG ngỏ lời. Ngoài PSG, Real Madrid là một câu lạc bộ lớn khác được cho là đã tiếp cận Mourinho. Harry Maguire tiếp tục trải qua một mùa giải đáng quên khác trong màu áo của Manchester United. Dù giữ vai trò thủ quân, nhưng những màn trình diễn đến từ trung vệ người Anh trên sân thực sự là thiếu chuẩn mực. Harry Maguire đánh mất suất đá chính vào tay của cặp đôi Lisandro Martinez và Rafa Varane. Thậm chí ở giai đoạn cuối mùa giải, anh còn không thể tranh chấp suất đá chính với Victor Lindelof. Dù vẫn được có mặt trong danh sách triệu tập tam sư mới đây, nhưng về lâu dài, việc thiếu thời gian ra sân có thể ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội lên tuyển của cựu sao Leicester City. Chính vì thế, theo nguồn tin từ Daily Mail, Harry Maguire đã quyết định rời khỏi Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để tìm kiếm cho bản thân một bến đỗ phù hợp hơn. Trong khi đó, phía Man United cũng hoàn toàn sẵn sàng chia tay bản hợp đồng gây thất vọng này. Với số tiền thu được từ việc bán Harry Maguire cộng với khoản lương đã được giải phóng, Quỷ Đỏ dự kiến sẽ bổ sung một trung vệ xuất sắc tạo nên sự cạnh tranh nơi hàng thủ. Theo tiết lộ đến từ ký giả Dean Jones, Kieran Tierney thực sự không phù hợp với những gì huấn luyện viên Mikel Arteta yêu cầu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Vì vậy, Arsenal hiện đang xác định mức giá phù hợp nhất dành cho ngôi sao này. Và nếu họ nhận được một lời đề nghị hấp dẫn thì Tierney sẽ phải rời đi. Ký giả người Anh cho biết, Tierney không phù hợp với vai trò mà Arsenal muốn ở vị trí đó. Có lẽ đó là một sai lầm khi không sử dụng cậu ấy trong trận đấu gặp Nottingham Forest. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ chúng ta đã thấy được rằng Arteta có một tầm nhìn rõ ràng về những gì ông ấy muốn ở vị trí hậu vệ cánh trái, và đó không phải là Tierney. Vì vậy, thực sự thì vấn đề hiện tại là quyết định chính xác giá trị của Tierney sẽ là bao nhiêu trên thị trường chuyển nhượng, và nếu đội bóng nào đó đáp ứng được mức phí này thì tôi nghĩ Tierney sẽ rời đi. Thời gian gần đây, giới truyền thông khẳng định Tierney đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ đến từ câu lạc bộ Newcastle United. Mới đây, báo chí Anh đã xác nhận tiền vệ Hayden Hackney thuộc biên chế câu lạc bộ Middlesbrough đang là mục tiêu theo đuổi của Arsenal, Liverpool và Newcastle United. Ngoài ba câu lạc bộ vừa nêu trên, Leicester City và Nottingham Forest cũng rất quan tâm đến ngôi sao của Championship. Với hàng loạt sự mời gọi, Middlesbrough khó lòng từ chối các lời đề nghị, nhất là khi họ vừa thất bại trong việc giành vé thăng hạng Premier League mùa giải tới. Chuba Akpom có thể là một cầu thủ phải ra đi sau một mùa giải tuyệt vời nhờ vào phong độ ghi bàn ấn tượng. Borough cũng thực sự lo sợ rằng Hackney nói lời tạm biệt vào thời gian tới. Hackney ra mắt đội 1 vào tháng 1 năm 2021 và được đem cho câu lạc bộ Scunthorpe United mượn tháng 7 sau đó. Anh đã thi đấu 31 lần cho câu lạc bộ này trước khi trở lại Borough vào mùa hè năm ngoái. Sự xuất hiện của Michael Carrick với tư cách là huấn luyện viên trưởng đã thực sự giúp cho Hackney bước lên đẳng cấp mới. Tiền vệ này hiện trở thành cầu thủ hàng đầu trong mùa giải hiện tại. Hackney trải qua 36 lần ở Championship cho Borough mùa giải này, ghi 3 bàn thắng và đóng góp 4 đường kiến tạo. Sau khi trải qua một giai đoạn cuối mùa giải không mấy thành công cùng câu lạc bộ Bayern Munich, huấn luyện viên Tuchel đang muốn chiêu mộ người học trò cũ Adrian Rabiot. Tiền vệ 28 tuổi gia nhập câu lạc bộ Juventus vào mùa hè năm 2019 và đã có 18 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo sau 175 lần ra sân cho câu lạc bộ. Mùa giải năm nay chứng kiến phong độ bùng nổ của Rabiot khi anh đã ghi tới 11 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân cho Juve, một con số ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm.
Tuy nhiên mặc cho Rabiot thi đấu xuất sắc như vậy, nhưng Juventus lại có một mùa giải thất bại. Ba đâm ra thành Turin đã bị trừ 10 điểm do những vi phạm về tài chính, qua đó đứng trước nguy cơ không thể tham dự Champions League mùa giải năm sau. Trong hoàn cảnh đó, cộng với việc Rabiot sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này, Bayern Munich sẽ có được tiền vệ người Pháp mà không cần tốn bất cứ phí chuyển nhượng nào. Anh từng là học trò cũ của huấn luyện viên Thomas Tuchel trong giai đoạn ông làm việc tại PSG. Một năm làm việc cũng là đủ để huấn luyện viên người Đức biết được khả năng của Rabiot và tin rằng anh sẽ giúp người hâm mộ Bayern Munich nguôi ngoài đi nỗi nhớ đối với Kimmich. Bản tin bóng đá tối ngày 25 tháng 5 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.